khi vào đấy thì có súng từ phía du kích bắn, Không có. cho nên là ông ấy mới phải bắn, mới phải giết Ừ, luôn cái không cô. có. Thế lên là cũng như mấy cái đâu cách 20 ngày trở gì đó, đó thì cũng có lên một lần, mà lên phía trong vòng đó, đó bên nhà thờ đó, lên kêu ra hầm đó rồi kêu không biết hỏi gì số sao rồi kêu chi thôi thả vô nhà ngủ thì đi. Rồi đằng sau này là nội tôi nghĩ cái là cũng kêu ra tính là như vậy thôi, mới kêu hết theo, mà đúng ra là kêu ra mà nó biết cũng bắn vậy là chắc chạy Tôi mẹ. đây Nhưng lúc ấy là quay mọi người vào nó sắp hàng vậy nè, sắp hàng ở đây nó gom đóng vào ở đây trong nhà, một cái nhà hay là một cái khoảng đất ấy. nhưng ông ngoài đất kia này bị ở đây là làm nhà hầm á mà, thì nó dắt ra khỏi nhà hầm, nó sắp hàng ngoài này trọc này, rồi nó bắn. Chứ không phải là nó không 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 nhìn thấy ai mà nó bắn đại, mà không phải, nó sắp hàng nó bắn mà, nó sắp hàng là nhìn rõ là người già trẻ em à, nó lôi trong cái nhà đó là chị bà Bùi Thị Phướng đó, là Kim Phướng, là hai đứa con với đứa cháu với chị, nó là bốn, nó dắt từ trong cái nhà ra ngoài đó cũng xa, chắc nó sắp hàng đóng luôn, đi rớt quần áo gối gắm rớt dài đường trơn. dã man quá. Như vậy là ra nó bắn chết rồi á, là ngay cái chỗ đó đó, gần cái chỗ sàn nước, nên là trùng heo bên này bức mấy nghe bức dây á, cho nên là nó ra nó ăn thịt người mấy người này nè. Đó, lúc đó là có thời là nó giờ bỏ cái thuốc độc khai quang dioxin đó, mà dùng này là ở đây là mình dòm cái ngoài cửa ngoài đó là trống lỏng đó, không có cây cối gì hết, chết sạch luôn. Mà nên tàu nó chạy ra chạy vô bình thường, đậu dàm nó bình thường đó. Mà trong cái số nó ở chung ở đây thì nó cũng có bám cái địa phương, có bám cùng một số là anh em ở lại tham gia, tham gia giống như gần như cái du kích nông hội của địa phương, phải không? Còn một số là tự sống đó, rồi một số cái là họ không có di cư đi lên theo như trước, di cư thành phố được, lên cái huyện được, theo di cư được là cái cuộc sống họ lên đỉnh, họ không có nghề nghiệp để họ sống, họ bám đây họ để trồng hoa màu, cái lúa để họ sống đó, vậy thôi, chứ còn không phải là ở đây là đều là kỳ cọng á. Vâng. Nó vậy đó. Ừ. Nhưng mà trong trong 21 người chết thì cũng có những người là thân nhân, là vợ, là con của những người mà đang hoạt động À, không có, mấy cũng nó có không luôn. không có mấy Cũng nó ông nô là du kích đúng không? không có du kích, À thế ạ. ổng dân thường, ổng tự sống, À ông ổng có du kích, chỉ là ông là dân thường, nhưng mà vì bố giáp cho nên là ông phải trốn rồi nói chung là trong cái tuổi đó là đúng ai là không tự bắt sống, lính là ví dụ bị ví dụ không phải tham rồi. gia vô cách À mạng du kích, không tham gia thì phải là tự sống, à đúng không? Tự sống như là tự ổng cắt cái nhà, cái chầu gì đó để tự sống với vợ con, rồi ban đêm ông phải đi trốn quân dịch, mà đi trốn bố giáp cũng phải đi à. đi trốn cái bố ráp Vâng. đó, rồi để cho vợ con nhà thôi. À, đúng vợ rồi. con vợ con nhà là chủ yếu là ngủ nhà hầm hết. Đó là mấy em thấy là con nhà quân sự nào mà cái bé sông mà sát bên mà tạo chạy ra vô mỗi ngày đây, mà ai dám ở đây làm sao mà dám làm gì, mà cái cơ giới của Mỹ là nó rất hùng hùng hồn vậy, du kích nào mà dám ở đó, thấy không? Ta vô lúc trong mấy ấp kia ta biệt tì trong cái trốn một ngọn, không dám đâu, ai dám ở ngoài cửa khẩu này, tuyệt đối là không có nói mà con thanh niên nào đừng nói có du kích. Trong số 21 người này có người nào là du kích hay người nào không? Là không có ai hết, cũng như dân con cha mẹ đồ của mấy ổng vậy thôi, chứ không có là không có tham gia vô cách mạng người nào hết. chiến tranh nó rất là nhiều người như mình chứ không biết bao nhiêu người vô tội mà chết như vậy, cũng như mình thôi, mình biết rằng cũng chấp nhận ở trong chiến tranh, cho nên giờ cũng không có thù oán gì. Cha mất mấy người, sáu chết người mấy người á, sáu người là gồm những ai ạ?
bốn đứa con với bà già với vợ. Bốn đứa con. Nếu những người đấy mà về đây mà gặp ông thì chắc là làm sao giờ già rồi giết cũng mọi người khác giết dùm chứ sao giờ giết thì bây giờ chẳng ai giết đâu. Ai nói nhưng ông còn căm thù những người đấy không? Dạ còn chứ, rồi mọi người tới ngày chết sao chứ. Thì mình cũng nói với ông sâu rừng đi, Đạt với Tỷ bây giờ cũng đâu có tha thứ được, cũng như cũng nói với ông ba mà nữa, nói với ông ba mà nữa thì mình cũng nói trả lời là cũng như bây giờ mình già, bây giờ mình thù hận ổng mình cũng có giết ổng được cái gì phải không, sao giết ổng được, nhưng mà cái trí ức đó thì cũng phải để bụng hoài, để chết đem theo thôi, cũng như nhớ là cái hồi đó mà phải giết nội giết người thân của mình vậy đó. Nghĩa là nếu mà gặp ông ý thì cô sẵn sàng gặp đấy. Thì gặp chứ làm gì ổng, không lẽ giết ổng được. Nhưng mà cô nên nói thì nếu mà gặp thì cô sẽ nói gì với ông ý? Nó tại sao ông giết nội tôi ông ra. Ông năm đó ông làm gì ông lên ông chủ quê cho giết cả người già lẫn con nít mà đâu có phải là gì cộng. Mà sao ông nghĩ sao ông giết vậy thì hỏi ổng như vậy thôi, thử ông nói gì sao. Chắc là có thể là ổng nói là